Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về những bất cầu tương thích với những rider còn lại như Nago, Buffa, Tycoon, nhưng chúng lại sức mạnh tối thượng khi rơi vào tay của Kiss. Còn chiếc bất cầu để kết thúc cho video ngày hôm nay là chiếc bất cầu mạnh nhất trong chương đầu tiên về Kamen Rider Kiss Monster Buckle. Vòng chơi có thể coi là đầu tiên trong series đã dần tới hồi kết khi họ phải đối mặt với một tên boss Yamato thực thụ. Hắn ta mang hình tượng là quân mã trong bàn cờ vua, tạo hình là một cây xương rồng với hai chiếc đầu ngựa. Hắn xuất hiện hoàn toàn bất ngờ trước sự ngỡ ngàng của những nhân vật cộm cán trong design Rendrit. Với kích thước là một tên boss khá nhỏ, tất cả những rider còn lại ngoại trừ Kiss đều lao thẳng vào tấn công hắn mà chẳng có bất kỳ sự phòng thủ nào. Chỉ có Kiss là đủ bình tĩnh để nhìn tất cả mọi sự việc. Đúng như tên gọi, một tên boss không thể nào dễ dàng bị đánh bại như thế. Hắn ta tấn công cũng như chiếm giữ lại chiếc lon mà hắn đang sở hữu. Trò chơi cuối cùng đã được gọi tên. Họ bắt buộc phải đá chiếc lon ra khỏi khu vực của Yamato để chiến thắng. Tên trùm quân mã này sẽ không để yên cho họ làm việc đó. Hắn ta sẽ liên tục hấp thụ người dân trong khu vực bằng chiếc cây xương rồng khổng lồ của mình nhằm gia tăng sức mạnh. Trận chiến ngày càng khốc liệt hơn, cho dù Tycoon có hoàn toàn thức tỉnh được sức mạnh của Ninja Buckle kết hợp cùng Boots cũng không thể nào chiến thắng trò chơi. Tên trùm quá khó nhằn, hắn ta còn biết tới việc khi đá chiếc lon đi xa, hắn ta sẽ dùng tốc độ của mình để chụp lại chiếc lon đó. Còn đá ra khỏi phạm vi Yamato Area thì cũng đã quá muộn, hắn ta bây giờ đã quá mạnh, chỉ còn một cách duy nhất là tiêu diệt hắn. Nhưng sức mạnh từ đâu mà có thể tiêu diệt một tên quái vật khổng lồ như trong Super Sentai như thế này? Cảm thấy mọi chuyện đang dần đi quá xa, Game Master đã trực tiếp xuất hiện và trao cho ba người chơi còn lại, Buffa, Nago cũng như Kiss, ba quả trứng. Chúng sẽ nở ra kích hoạt được một thứ vũ khí gì đó giúp họ đánh bại tên trùm. Buffa và Nago quá nóng vội nên chỉ kích hoạt được hai chiếc Rare Buckle mang năng lực của trực thăng và mũi khoan. Nago thì không tính tiền, nhưng Buffa cũng biết tận dụng sức mạnh từ zombie ở phần thân dưới nhằm tạo ra một lực đẩy từ những bàn tay zombie. Anh tấn công được tên quái vật khổng lồ. Với sức mạnh có hạn từ Rare Buckle, Buffa đã rơi vào trạng thái ngặt nghèo và chuẩn bị bị hắn kết liễu. Cảm nhận được ý chí từ Buffa, anh lao tới với mục đích thức tỉnh được quả trứng của mình. Nhận cú chém cực mạnh từ tên trùm, quả trứng đã hoàn toàn nở ra. Một chiếc buckle với hình dạng tươi sáng của một cậu bé đang ngủ yên. Nó là một con quái vật đang chờ Kid đánh thức. Anh đánh thức nó và kết hợp tạo nên hình dạng monster form. Những vì sao bao quanh một màn đêm. Với biểu tượng ngôi sao khắp cơ thể, hai tông màu, xanh biển cùng vàng và cặp nắm đấm khổng lồ cũng thể hiện cái sức mạnh hủy diệt mà nó mang lại. Đúng với hai chữ hủy diệt, khi ngủ càng lâu, chiếc buckle này sẽ tạo ra sức mạnh càng lớn. Nó đã gần như tỉnh dậy sau cả một giấc ngủ dài. Kiss chỉ tung duy nhất một đòn tấn công finish tụ lực vào nắm đấm của mình. Hàng ngàn tinh tú tụ hợp vào nắm đấm. Anh ra một cú Rider Punch vào người tên Yamato khổng lồ. Hắn ta không phải bị đánh vào điểm yếu và xuyên thủng nó, mà đấm bay trực tiếp tên Yamato khỏi khu vực area và hủy diệt hắn chỉ trong một đòn duy nhất. Thể hiện sức mạnh áp đảo của hình dạng Monster Form, chiếc buckle mạnh nhất lúc đó của Kiss.